Giữa cơn mưa nặng hạt, đường biến thành sông, ai ai cũng hối hả vội vã. Nhiều người ngạc nhiên khi có hai thanh niên đứng ở ngã tư Trại Lính kêu gọi sửa giúp xe miễn phí. Họ là anh Văn Hữu Hiệp và Đỗ Vĩnh Nghiêm. Mọi người đủn xe đạp nó dễ, nhưng nếu đủn xe máy nó hơi lặng. Nên thành ra là mình thấy mọi người đi này thì mình hỗ trợ mọi người một chút. Dạ, nên xe ai không nổ được mình làm cho nổ để mọi người đi về nhà cho sớm. Công việc sửa xe miễn phí này được hai anh thực hiện gần 2 năm nay. Cứ mỗi lần chiều cường dâng cao, gây ngập là các anh lại mang đồ nghề ra sửa xe miễn phí giúp bà con. Mình không phải là thợ sửa xe chuyên nghiệp, mình chỉ là biết một chút và mình đi làm hộ cho người ta. Tay chân lấm lem, quần áo thấm nước mưa lẫn mồ hôi nhưng không than vãn, bởi với họ đó là niềm hạnh phúc. Tôi làm thì cho người ta và người ta cũng cảm ơn mình thôi, mà mình vẫn hạnh phúc vui. Một hình ảnh đẹp và đầy nhân văn giữa những bộn bề cuộc sống mới thấy người Hải Phòng thật thương đến lạ.